Chào đi, chào cả nhà đi. Chào đi. Bùi Thị Thúy Và Trần Hữu Tuấn. Xin được chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Lâu lắm rồi thì hai anh em mới có thời gian để livestream là cùng nhau để sắp xếp thì rất là lâu rồi đúng không? Từ ngày thi từ đỉnh xong ca nhỉ? Ừ. Không, hôm quay mẹ bệnh viện ấy. À ừ đúng rồi, hôm đây mà là quay lần MV cuối cùng cho đến nay là cũng gần một tháng rồi. Livestream lại. Rất là lâu rồi. Xin chào Hoàng Hà Cương, vào nhanh chân ghê ha. Em mới đợi rồi. Tại vì em mới đợi nãy giờ đúng không Hoàng Hà Cương? MV của mình có Hoàng Hà Cương góp mặt, không biết là có được lên không nhỉ? Chắc chắn là được lên rồi, còn ít hay nhiều hay không thì không biết. Hay quá. Thúy cũng xin lỗi vì là tối hôm qua đang live thì... Chị Vũ Hoa. Xin chào chị bầu sô lớn nhất Vịnh Bắc Bộ ạ. Sinh nhất Vịnh Bắc Bộ luôn ý. Chị nhờ. Hôm qua đang live thì điện thoại của Thúy lại bị hết pin. Nên là hôm nay lên đây rủ được cả anh Trần Hữu Tuấn để lên hát tặng mọi người. Hôm nay mới sắp xếp được thời gian vì lâu lắm rồi thì không có thời gian để hai anh em cùng nhau livestream. Hôm nay sẽ gửi tặng mọi người những ca khúc mà mọi người yêu thích. Và trong tháng này thì như đã hứa là hai anh em sẽ phát hành MV đầu tay của mình, MV Quê Mẹ. Hy vọng là cả nhà sẽ đón chờ và ủng hộ cho MV đầu tay của hai anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây thì hai anh em sẽ hát tặng cả nhà ca khúc rất là cũ, rất là quen thuộc, nhưng mà Thúy đã làm thành một bản phối mới. Cả nhà nghe bản phối này có hay không nhá? Nếu mà hay thì mọi người chia sẻ cho hai anh em nhiều nha. Anh rút cái loa ra đây. Cả nhà cho Thúy hỏi là nhạc có vừa phải hay là to quá? Quê hương du dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh yêu em diêm điện hàng phi lao gió hát, em đi tắm mát về bãi biên Đồng Châu, anh qua con sông sâu đã băng cầu đưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói. Cho quê hương Thái Bình ta đó lòng anh yêu thương ơi người em gái, lòng anh yêu thương. Cả nhà nghe bản phối này có hay không ạ? Khách sạn nào đẹp quá. Đây là nhà Thúy ạ, chứ không phải khách sạn đâu ạ. Đây là nhà của Thúy ạ. Chia sẻ cho hai anh em nhá.
thái bình, ai đặt tên cho đất thái bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi thái bình ơi. Lần đầu tiên hai em hát ấy. Mà chưa tập gì cơ. Thì mới nhận được bản phối này cách đây 2-3 ngày thôi. Và hôm nay là lần đầu tiên mà hai anh em hát ca khúc này trên một bản phối mới. Nếu mà bản phối này mà được mọi người đón nhận thì Thúy với Tuấn sẽ cố gắng phát hành cái MV của ca khúc này sau MV Quê Mẹ, đúng không Tuấn? Nhất trí rồi, mất trí. Cả nhà mình chia sẻ cho hai anh em đi nhá. Bây giờ mọi người thích nghe bài gì ạ? Em chào anh Hải Đăng ạ. Cả nhà chia sẻ cho em đi. Hát về Thanh Hóa kìa Tuấn kìa. Cái đấy chắc để sau nhỉ. Rồi hai anh em. Cứ. Trong tháng 12 này thì hai anh em sẽ phát hành MV Quê Mẹ và hy vọng là cả nhà sẽ đón xem, ủng hộ cho hai anh em một sản phẩm đầu tay. Mọi người thích nghe bài Quê Mẹ kìa. Hay hát Quê Mẹ. Thôi, bài đấy bây giờ phải để dành để mọi người sẽ đón nhận cái MV đầu tiên của mình. Bây giờ sẽ là một ca khúc rất là quen thuộc và trên bản phối mới nha. Cả nhà sẽ nghe rồi sẽ biết. Thank you.
quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên đi nơi tuyển hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi họ khoan, ơi họ khoan, mắt sang em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm hồi. Cả nhà chia sẻ nha. Ơi, ơi, hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng. Quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan, ơi hò khoan, mắt sang em hơn cả vầng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Mọi người nghe nghe nhạc với lại lời có vừa với nhau không ạ? Trận điểm số 1. bây giờ hát bài gì ta? Trước ngày hội bắn đi. Hay là gặp nhau trong rừng mơ. Ok. Để em mở trên này nhá. Ok. Mở karaoke đi anh hát. Lớn rồi không hát bài này. Cả nhà chờ chút xíu nha. Tuấn nói chuyện với mọi người đi. Mọi người nhớ trong tháng 12 này thì hai anh em sẽ ra MV bài Quê Mẹ nhé. Mong mọi người đón nhận, ủng hộ cho hai anh em. Và nếu như mà cái MV này mà thành công thì
sau đó thì hai anh em lại tiếp tục tung ra MV tiếp theo hoặc là CD. Cho nên mọi người phải ủng hộ hai anh em thật nhiều vào để hai anh em có tinh thần, có nhiệt huyết để tri ân những món quà tinh thần cho các quý vị. Đấy, nhạc đấy, nhạc vẫn. Này có phải là thằng karaoke không? Sau đây thì hai em sẽ hát ca khúc Gặp nhau ở rừng mơ. Bài này thì hai em chưa song ca bao giờ. Ok. Ngồi thẳng lên hát cho nó hay. Thúy đang xem live stream luôn đấy. Hai em là hai em cùng lớp. Còn ở trong công việc thì là hai người bạn diễn với nhau thôi ạ. Chứ không phải người yêu ạ. Mặt trời hồng lưng vách núi lưng lờ là mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ mưa trăng bay quanh bên những rừng mơ. Chạy khôi ngô ghê. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui chân đi. Bên em mà chẳng nói được gì. Trong tâm em như có tiếng ngựa phi. Mà liu lo như đàn chim trời bay bay lang thang trên đỉnh núi xa mơ em ạ. Anh đây như mây bên núi đầy xuống chờ xuống chờ ngày mừng gì hỡi em xuống chờ xuống chờ với em. Dòng của nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá. Màu xanh tim đỏ nhảy nhót trong mắt em. Chân đi đến em mà chẳng nói được gì. Trong tâm em anh là như có tiếng ngựa phi. Chờ của mình vui quá, mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong tâm em anh là như có tiếng ngựa phi. Mắt trời làm sao vánh núi trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sao tới nhé lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao bằng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao bằng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao bằng người mơ xa. Hai em chưa bao giờ xong ca bài này đâu.
Bây giờ là cứ bắt được sóng rồi. Hát thôi ạ. Bài gì nữa ta? Bài gì đi, ở trên này nhiều karaoke lắm. Hay gì nhỉ? Chứ ngày bán đi. Ừ, chứ ngày bán. Bài chứ ngày bán này thì Hữu Tuấn không thuộc lời lắm nên là chắc phải nhìn lời. Xin lỗi cả nhà, bây giờ thôi tạm cái nhạc vừa rồi đi ha, tạm nhạc nhé, okay. Nghe còn đỡ hơn. Cả nhà đừng đi đâu nhé. Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đầy đỗ. Hạt sương thấm ướt cánh đào, tưởng như ta bước lạc vào đông. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất sung về cùng anh đi xuống chờ mà nàng ơi. Sao anh không nhớ sáng mai bắn thắm rồi sao? Ngày mai anh vẫn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bán. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đàn kia anh bắn cả ba viên chúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai bên anh muốn sớm mai bắn vào điểm đen? Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai. Nếu anh ở lại tâm cùng em, cô ấm mơ lại tin anh nói. Vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của ơi. Em sao không rõ thấy cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi cùng ngày em mai anh kiếm di tài và ba xin chung vòng người thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi rừng xanh yên bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Thực lời nên là phải nhìn bản hình. Ở nhà chia sẻ cho hai anh em đi ạ. Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đầy đỗ. Hạt sương thấm ướt cánh đào, tưởng như ta bước lạc vào đông. Hãy subscribe.
anh yêu mến, có sương làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chờ mà nàng ơi. Rồi không nhớ sớm mai bắt thân rồi sao? Ngày mai anh vẫn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn ơi. Cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đàn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh có sớm mai bắn vào điểm đen? Em nói đi nào, vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai nếu anh ở lại tâm cùng em. Nếu anh ở lại tin anh nói. Vì sao hỡi hỡi cô nàng? Vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không gió thấy cây súng ngày của anh? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Cô nàng mà anh ơi, yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh kiếm thi tài, cả ba bên chúng vòng người thì em đây sẽ là người của ai? Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh yên bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Hoa thắm núi đồi, rừng xanh yên bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Áo lụa Hà Đông. Vừa rồi quá ạ. Cả nhà nhớ chia sẻ cho em nhé. Sắp tới là hai anh em sẽ phát hành MV đầu tay Quê Mẹ của mình. Hy vọng cả nhà sẽ đón xem và ủng hộ cho anh em ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nha. Đã có bản trailer trên YouTube rồi. Cả nhà có thể vào gõ là tìm kiếm Quê Mẹ trailer thì sẽ ra cái bản trailer đó và mọi người cùng đón chờ và ủng hộ cho MV sắp tới của hai anh em. Chỉ cần mọi người ủng hộ nhiệt tình thì hai anh em sẽ có tinh thần để ra những bài kế tiếp hơn. Đó là nguồn động lực, lớn nhất dành cho hai anh em ạ. Hai anh em chỉ cần như vậy thôi ạ. Lúc nào cũng chỉ mong các cô chú anh chị sẽ luôn dành tình cảm ủng hộ cho hai anh em trên con đường sự nghiệp. Đúng rồi. Đấy là niềm cổ vũ động viên lớn nhất rồi. Anh thổi bài sáo nhỉ? Ừ, anh lấy sáo đi. Ngày hôm nay này, Tuấn mang nhiều sáo. Cả bộ sưu tập luôn. Còn của Tuấn luôn. Bài gì ta? Em gọi cho anh bài Cay Đắng Bờ Môi đi. Trời. Karaoke Cay Đắng Bờ Môi. Anh giới thiệu về sáo của anh đi. Hôm nay Hữu Tuấn có mang 5 cây sáo cho 5 giọng. Cây này là sáo đô này, để dùng các thổi những bài có giọng đô trưởng la thứ. Đây là cây sáo sòn này. Thì mình muốn thổi một cái bài hát mà trầm ấm ấy, thì mình dùng cây này hay mọi người hay ngâm thơ thì sẽ thổi cái sáo này rất dài. Nó có tiếng sáo rất là trầm ấm. Thì sau đây Hữu Tuấn sẽ hát ca khúc này để thổi một bài. Đâu, đó là Cay Đắng đây? Bờ Môi của... cái đầu tiên thôi. Cả nhà mình cùng xem và chia sẻ cho mọi người nhé. Nếu mọi người mà nghe con Lê hát bài này rồi thì mọi người đúng rồi, Thúy quê ở Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình.
nhắp nhắp trước.
đi dăm bài xong lại thổi sáo vào bài. Rồi. Thay đổi không khí, thay đổi cái màu sắc đi. Anh hát đi. Xem mọi người yêu cầu anh gì. Rồi, cả nhà chia sẻ cho hai anh em với nhá. Chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh lên ạ. Mạnh lên hai anh em có tinh thần, có động lực để livestream hay là ra những sản phẩm mới để tri ân cho mọi người. Bài gì? Tí nữa anh Ưu Tuấn sẽ thổi bài Lối về đất mẹ. Ai ra xứ Huế hát về Thái Bình quê mẹ. Chào Dương Vũ nhé. Xin chào anh Dương Vũ ạ. Cưới nhau ạ? Bọn em có yêu nhau đâu. Tuấn ơi, hát bài gì đi Tuấn? Em hát đi. Em hát nhiều rồi. Bây giờ là phần của anh đấy. Em có trong này. Dã bạn đêm trăng này. Không, em hát bài này. Chim mình quê hương này. Ok, chim mình quê hương đi, cho nó vui. Ok. Hay là mình đệm đàn nhỉ? Đúng rồi. Nhớ nhớ ra. Bây giờ như Tuấn thế này sẽ... nhá. Bây giờ là như thế này nhá. Hữu Tuấn sẽ đệm đàn cho Thúy hát. Thực ra thì Hữu Tuấn không giỏi về đàn đâu, nhưng mà cũng biết sơ con nhà bà sơ thì. Chào anh đi đây. Tình cây và đất duyên phận. Thôi bây giờ anh đệm đàn đi. Ok. Tóm lại như thế. Bây giờ cả nhà mình đệm trên bài Ngồi giữa mạn thuyền nhá. Em phải quay anh đấy chứ. À em phải quay anh à? Ừ. Để anh tỏa sáng đi. Cả nhà mình cùng xem nha. Ngoài lá
thôi yêu. Có muốn biết lý do tại sao mà Thúy được có được chất giọng dân ca đấy không ạ? Chính là nhờ người mẹ của Thúy đấy ạ. Ngay từ nhỏ thì
Thúy đã được nghe mẹ hát du cho những làn điệu dân ca, rồi mẹ dạy cho những ca khúc dân ca rất là hay. Đợi mẹ đi. Mẹ ơi. Mẹ đang chỉnh chu lại quần áo tí. Mọi người nghe tiếng đàn người ưu tuấn nhé. CD đầu tay của mình, chủ đề là những ca khúc mà nói về quê hương, nói về nông nghiệp, về cây lúa, về con người, cũng đã từ rất là lâu rồi. Những ca khúc đó không còn được thường xuyên phát trên trên đài, trên truyền hình nữa, và Thúy muốn làm một cái gì đấy để làm sống lại những ca khúc từ rất là lâu rồi. Anh với em hát ra xong ca này, bà chúng em chơi nhé. Đây, anh mở cái này ra này. Chẳng
trước ngõ là gió là đà, em vẫn mong chờ sao chẳng thấy em. Cành tre đủ trước ngõ là gió là đà, anh vẫn mong đẹp đi. Sao chẳng tất cả các cô các chú, các anh các chị, đây là mẹ của Thúy ạ. Có được giọng hát như ngày hôm nay thì Thúy cũng được thừa hưởng cái năng khiếu bẩm sinh từ mẹ, rồi thừa hưởng cái tình yêu âm nhạc từ người mẹ của mình. Và ngay từ nhỏ thì mẹ đã dạy Thúy những làn điệu dân ca rất là ngọt ngào, tình cảm. Mẹ hát một bài dân ca đi. Bài bài gì? Nhớ là đừng về hay sao? Ngờ đừng về đi. À, đừng về cũng được. Lúc nãy ra hát hay là hai hát là bài mùa xuân đầu tiên. Không. Không, hát bài dân ca đi. Dân ca. Hát một bài dân ca. Con đánh cái tông vừa thôi. Con xem cái tông gì nữa, hợp lý nhá. Đây nhé. Xin nhà, một phút để nháp trước. Cả nhà cùng cùng xem và nghe cổ vũ cho mẹ của Thúy nha. Xin chào cả nhà nhá. Là tôi là mẹ của Thúy nhưng mà lâu lắm rồi cũng không hát. Hôm nay thấy các con vui quá thì thôi thì cũng tham gia với mọi người một bài. Nếu có gì thì mong mọi người hát không hay thì mong mọi người thông cảm cho nhá. Mẹ hát đi. Mẹ hát cho mày con xem. Con đánh như lúc đầu đấy. Mày còn quên cái giọng. Mẹ hát giọng của mẹ đi. Xong con bắt. Người về. Đấy. Mẹ hát thử xem câu vừa chưa. Người về em. Cao. Mẹ hát thì xong con bắt tông nhá. Cao. Lại quên rồi, đánh bài đi. Bài mùa xuân đầu tiên đi. Bài mùa xuân đầu tiên con nhớ giọng rồi gì. Vâng, bây giờ thì xin gửi đến toàn thể mọi người với một ca khúc của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Văn Cao. Một ca khúc có tựa đề là bài Mùa Xuân Đầu Tiên và cũng sắp Tết rồi. Thì xin được kính chúc mọi người liên quan sau một năm mới hạnh phúc và thành đạt. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và bây giờ sẽ chuyển đến quý vị và các bạn với một bài của cố nhạc sĩ Văn Cao, Mùa Xuân Đầu Tiên. Mùa dâm dịu, mùa
Xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khoai bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, người mẹ hiền nhìn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với hoa trên vai anh rồi rồi ấm đôi vai em, niềm trong ước giây như đang lên lành. Ôi giờ phút tay anh đầu tiên trong xuân vui đầu tiên, ôi giờ phút chiều quê hương làm sao một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê hương, từ đây người biết yêu người, từ đây người đã yêu người. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xuân có về đâu, nước mắt rơi trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng thôi như đang mênh mông. Với khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng thôi như đang mênh mông. Xin chào mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mọi người thấy Hữu Tuấn thánh đàn có tòa với nhà bà Tộm không? Thực ra Hữu Tuấn không học đàn gì cả, chỉ là đánh vu vơ và tập. Chúc mừng hai mẹ con này, rất là nhiều người. Thúy Hân nhé, triệu like. Cả nhà cùng chia sẻ cho Thúy và Tuấn ạ. Bài nữa đi. À, mày hát bài nữa. Con vừa hát bài đấy rồi. Cái bài gì nhỉ? Mày hát bài. Mày hát người về đi, con biết là đừng mày hát, mày hát đi xong có bát tông cho xong mà. Người ơi. Cao. Người ơi, người ơi đừng về. Người về em vẫn đi. Người ơi, người ở đừng về. Hát thử đi nào. Người ơi, cao. Cao à? Xuống một tông nữa Tuấn. Cả nhà. Cả nhà đừng đi đâu nhá. Người ơi,
người ơi, người ơi đừng về, người về ngày xưa khi mẹ còn như tuổi chào mọi người nhá. Xin chào Tuấn ơi, hát bài gì đi Tuấn? Bài gì được? Hay mà. Nghĩ bài gì ta? Cả nhà có thích bài gì à? Mọi người đi đâu rồi? Mọi người đi đâu hết rồi? Anh hát về quê bác. Thì về quê. Đánh đi anh, hai anh em mình hát cùng. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời đua chen, phiêu bạt nơi trồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nửa qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắm sâu, thiếu quê hương ta về. Chưa hát với nhau lần nào cả. Cho mọi người nghe bài đấy, đúng không? Nhất trí. Hôm nay mình ngẫu hứng. À, chạy, đánh làm bài vào duyên phận đấy. Mọi người cứ yêu cầu vào duyên phận đi. Duyên phận thế nào nhỉ? Thật sự cũng chưa đánh bài này, nhưng mà thôi cũng cứ bắt mà Quý Hợi cái. Quý Hợi là bắt lợn cái. Giọng gì em đói giọng. Để thử xem đánh cao hơn Như Quỳnh. Cao hơn. Cao hơn. Ok, một tông nhá. Ok. Bật lại xem đúng giọng anh đo lại giọng. Bật lại đi một tí nữa. Chưa.
phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn, thầy mẹ thương em nhờ tim người sẽ xen, lòng cầu mong em đâu bến cho yên một bóng thuyền, lửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, nông sâu tùy sông làm sao mà trông, chưa đổ bên biết nơi nào đục trông. Anh đánh chậm một tí nữa sao đi. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn, thầy mẹ thương em nhờ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bến cho yên một bóng thuyền, lửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu, qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, nông sâu tùy sông làm sao mà trông, chưa đổ bên biết nơi nào đục trông. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền, bỏ lại sau lưng bầy em ngác đứng trông theo mắt đượm buồn, thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu vơi sống theo gia đạo bên chồng, bước qua dòng sông hỏi từng con sóng đời người con gái, không muốn yêu ai được không. Cái này là hát hát theo yêu cầu của một số khán giả hâm mộ muốn nghe bài này. Ngay sau đây thì Thúy sẽ hát một bài nữa.
Có nơi hát ông Tuấn? Có đây hát theo cầu giống mẹ hát ở Hồ Chí Núi. Hồ Chí Núi à? Em hát không? Hát opera. Mọi người không thích nghe nhạc Tây đâu. Bài càng hy vọng nhé.
Đứng chân bên suối đang mưa đi. Tình ca Tây Bắc đi. Ok. Sau đây Thúy với Tuấn sẽ hát tặng cả nhà theo yêu cầu ca khúc Tình ca Tây Bắc ạ. Quanh em đêm bao ngày
với chim ca với tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng đôi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc to như mùa xuân, rừng rừng hoa với chim ca với tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng hòa bình hạnh phúc to như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc to như mùa xuân. Hôm nay hai em rất là ngẫu hứng, Tuấn đánh đàn và cảm ơn em cùng song ca, cho nên là trong quá trình đánh đàn thì mình phải phân tâm vào đánh đàn và hát nên là cũng hơi là khó một chút, nhưng mà rất là vui khi được các cô các chú, các anh chị và các bạn đón nhận. Hôm nay hai anh em rất là vui và đã lâu lắm rồi thì hai anh em mới có thời gian để live stream như thế này. Hôm nay sẽ ngẫu hứng và hai cậu cháu ấy ạ. Ừ, cảm ơn. Đây mà quay thế này cho cháu nha. Đâu cứ bảo bên nào mà quay rồi. Đây cô cứ đứng. Đây. Bảo quay này cháu nha. Rồi, ok. Rồi. Đây. Thế cháu chủ động, rất là nãy giờ cứ phải quay. Đây rồi, hai bạn em ạ. Cô hàng nước đi, mọi người đang yêu cầu đấy. Hàng nước thì hát chèo đấy. Đồng cô, người cô hàng nước đi. Ok. Tỉnh quá cử. Tào thì hàng đàn ngồi trong nhà. Thôi đừng nói rồi ạ. Thực ra thì chưa đánh bài này bao giờ nhưng mà bắt lợn quý hợi cái. Đúng rồi. Đầu làng phố xa có đàn, một làng
mắt nè, đôi mắt nhung. Ơi hai năm hàng xinh xinh ơi, ba lúc đồng tiền trong xinh ơi, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non à, với dáng người nàng con thon à, làm sao cho dừng đời vừa lứa. Vì em xinh quá xinh là gì? Nàng anh đã yêu quyết chí cùng nàng nên duyên à, có lúc vì nàng thâu đêm à, rồi đây anh sẽ về nói với cùng mẹ cha anh à, sẽ tới hỏi nàng cho anh à, làm sao phương tâm trục trặc ấy. Ơi, nhưng mà người chia sẻ hát tốt cả áo ra. Em ạ. Mọi người thấy bài này có hay không ạ? Hay không ạ mọi người? Thì vì lâu lắm rồi thì hai anh em mới hát lại bài này nên là Hiền Tuấn hát. Lâu lâu quên lời. Thực ra là cũng lâu lắm rồi hai anh em không có tập lại bài này. Hôm nay là ngẫu hứng nên hai anh em hát lại thôi. Thì bây giờ có chồng người nể cũng nhiều. Ok. Có nhớ giọng không Tuấn? Nhớ chứ. Bây giờ Thúy với Tuấn sẽ hát Bên cầu dây lụa trước chứ. Mọi người có nhớ bài Bên cầu dệt lụa và chờ người nơi ấy không ạ?
Không, bài Quê Mẹ là em sẽ để dành đến khi mà phát hành MV Quê Mẹ thì em sẽ hát tặng mọi người. Từng dòng tơ mưa thấm thắm làm
Về hết cả tông. Lâu ngày không đánh. Bây giờ thế nó bị hay chứ hả cả nhà? Rất hay ạ. Để xem. Thôi bây giờ xin chào cả nhà. Thôi được một muộn rồi, sắp 11 giờ rồi. Cái gì ăn nhiều cũng chán rồi. Ăn thế là mọi người ăn cái món ăn tinh thần thế này là rất là ok. Hôm nay mấy tiếng rồi nhỉ? Cũng khá khá tiếng khá rồi lâu rồi. Thôi bây giờ chúc cả nhà ngủ ngon và cùng ủng hộ cho MV sắp tới của cả hai anh em. MV quê mẹ, sản phẩm đầu tay của hai anh em Thúy và Tuấn bước ra từ cuộc thi tuyệt đỉnh song ca. Và cũng trong dịp Tết Nguyên đán này thì Thúy sẽ phát hành một CD đầu tay của mình. Và đương nhiên là sẽ có sự hỗ trợ của anh Hữu Tuấn. Không dám từ chối. Hy vọng là CD đó sẽ được cả nhà mình cùng ủng hộ cho em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất. Anh em sẽ tiếp tục live stream. Dạ. Chào mọi người nhé.